chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, chúng ta đã được học về phép chia phân số. Và hôm nay, để củng cố kiến thức lại cho các con, thì cô và các con cùng đến với phần luyện tập để chúng ta cùng nhau rèn về cách thực hiện các phép chia phân số. Bài số 1. Tính rồi rút gọn. Cô có 3 phần 5 chia 3 phần 4. Vậy khi thực hiện phép chia hai phân số, ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, thì phân số 4 phần 3 là phân số đảo ngược của phân số 3 phần 4. Vậy ở đây cô sẽ thực hiện phép tính nhân phân số bình thường. Cô sẽ lấy tử, mẫu nhân mẫu. Cô sẽ bằng 12 phần 15. Và 12 phần 15 cô thấy tử số và mẫu số đều chia hết cho 3, nên cô sẽ rút gọn phân số này bằng 4 phần 5. Vì cô sẽ lấy 12 chia cho 3 và 15 chia cho 5, cô sẽ được 4 phần 5. Bài tiếp theo, 1 phần 4 chia 1 phần 2. Thì khi chia hai phân số, cô sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, thì ở phân số 2 phần 1, đó là phân số đảo ngược của 1 phần 2. Và ở đây cô tiếp tục thực hiện phép tính nhân phân số, cô sẽ bằng 2 phần 4. Và 2 phần 4 cô thấy tử số và mẫu số đều chia hết cho 2, thì cô sẽ rút gọn được bằng 1 phần 2. Vậy qua bài này cô muốn nhắc lại với các con, muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Các con nhớ chưa nào? Bài số 2, tìm x. 3 phần 5 nhân x bằng 4 phần 7. Thì các con thấy x ở đây là thừa số. Vậy khi ta muốn tìm thừa số chưa biết, ta sẽ lấy tức chia cho thừa số kia. Vậy ta sẽ thực hiện như sau. X bằng 4 phần 7 chia 3 phần 5. Và phép tính chia này các con sẽ thực hiện ngoài nhé. Và chúng ta sẽ được kết quả x bằng 20 phần 21. Cô có bài tiếp theo, 1 phần 8 chia x bằng 1 phần 5. Vậy chúng ta thấy x ở đây là số chia. Vậy ta muốn tìm số chia, ta sẽ lấy số bị chia cho phương. Vậy ta sẽ thực hiện như sau. X bằng 1 phần 8 chia 1 phần 5. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia này ở ngoài nhé. Và chúng ta sẽ được kết quả x bằng 5 phần 8. Để làm tốt bài này, các con phải nắm được nguyên tắc tìm thừa số, tìm số bị chia, tìm số chia, thì các con sẽ thực hiện bài tìm x tốt hơn. Và tiếp theo cô đến với bài số 3, tính theo mẫu. Cô có phép tính 2 chia 3 phần 4. 2 chia 3 phần 4 thì số 2 ở đây chính là 2 phần 1. Và ta chia cho 3 phần 4. Vậy muốn thực hiện phép tính chia phân số, ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 4 phần 3 là phân số đảo ngược của 3 phần 4. Vậy ta sẽ thực hiện phép tính nhân phân số. 2 nhân 4 và 1 nhân 3 thì cô sẽ ra được bằng 8 phần 3. Ngoài ra ta có thể viết gọn như sau. 2 chia
chia 3 phần 4 bằng 2 nhân 4 phần 3 bằng 8 phần 3. Ở bài này các con lưu ý, chúng ta phải nắm rõ được cách thực hiện phép tính chia phân số thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính này tốt hơn. Và qua cái bài luyện tập này, cô muốn nhắc cho các con lại, muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Các con có thể coi kỹ bài lại một lần nữa và phải nắm thật rõ quy tắc chia hai phân số thì các con sẽ làm bài tốt. Các con khi làm bài chú ý làm bài học cẩn thận, trình bày chặt chẽ. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Cô cảm ơn các con và chúc các con gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tạm biệt tất cả các con.